Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn không chùn bước trước áp lực của phe quân đội? Theo một số nhận định, Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là đang tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại cây tre, nghiêng về phía phương Tây và Hoa Kỳ, thay vì nghiêng về phía Trung Quốc, bất chấp các cảnh báo cho rằng phe tướng lĩnh quân đội sẽ bằng mọi giá ngăn chặn ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Mới đây nhất, tờ báo New York Times của Mỹ, một tờ báo nổi tiếng, vừa nhận được giấy phép thành lập văn phòng thường trú tại Việt Nam. Trong khi, ở chiều ngược lại, Bộ Công an tổ chức khám xét văn phòng làm việc của công ty VNG, một nhà phát hành công nghệ trực tuyến được cho là do Trung Quốc thao túng. Theo giới thạo tin, công ty VNG là chủ sở hữu nền tảng ứng dụng Salo, chuyên nhắn tin và gọi điện thoại miễn phí lớn nhất tại Việt Nam. Salo là một nhà sản phẩm của công ty Tencent Trung Quốc, đồng thời WeChat cũng là một sản phẩm của công ty này. Nhiều ý kiến khẳng định thực chất Salo là phiên bản tiếng Việt của WeChat Trung Quốc. Tuy thông tin liên quan đến việc khám xét trụ sở công ty VNG ngay lập tức đã bị gỡ bỏ, nhưng các cáo buộc cho rằng công ty này đã để lộ hơn 163 triệu tài khoản khách hàng vẫn còn tồn tại. Một số vấn đề mà giới quan sát quan tâm và đặt câu hỏi đó là tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn rất tự tin trong chính sách đối ngoại bất chấp các phản ứng mạnh mẽ từ ban tuyên giáo cũng như phe tướng lĩnh của quân đội. Câu chuyện lùm xùm xung quanh cáo buộc cho rằng Đại học Fulbright chuẩn bị cho kế hoạch cách mạng màu là không hề đơn giản chút nào. Kênh truyền hình quốc phòng của Việt Nam với phóng sự "Không để cách mạng màu đổi màu giáo dục" đã đưa ra một thông điệp mang tính cảnh báo. Đây được xem là phản ánh quan điểm chính thức của giới lãnh đạo quân đội tại Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là vậy Tổng Bí thư Tô Lâm đã và đang sở hữu thứ vũ khí gì mà không hề lo sợ, thậm chí còn có các phản ứng công khai ở tầm mức cao hơn như đã thấy. Theo một số nhà phân tích, sau đại hội lần thứ 12, sự xuất hiện của ông Nguyễn Tân Dũng trong lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Thượng tướng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giữ chức vụ trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên vào ngày 31 tháng 7 năm 2016 là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho sự tái xuất của ông Bà Dũng. Đáng chú ý, trong buổi lễ này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau khi trao quyết định cho Bộ trưởng Tô Lâm đã trao tặng kỷ niệm chương cho nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Đây được cho là một thông điệp liên minh chính trị được công bố một cách kín đáo. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã cảnh giác và quyết định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương để giám sát Bộ trưởng Tô Lâm và kiểm soát hoạt động của Bộ Công an. Sau đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã trở thành một người giúp việc đắc lực cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đỉnh điểm là việc Bộ trưởng Tô Lâm bất chấp nguy hiểm tham gia trực tiếp vào chiến dịch bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức vào tháng 7 năm 2017. Điều đó đã làm cho ông Trọng tin tưởng vào ông Tô Lâm hơn rất nhiều. Những điều việc kể trên càng được khẳng định sau khi mới đây, tờ Thời báo .d đã công bố tấm hình tư liệu từ năm 2008. Bức hình cho thấy Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đang trò chuyện với Thiếu tướng Tô Lâm. Vào thời điểm đó, sếp của ông Tô Lâm chính là tướng Nguyễn Văn Hưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, cũng là một đàn em thân cận của ông Bà Dũng. Đó là lý do ngay sau khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm hoàn tất kế hoạch đảo chính không tiếng súng lên nhậm chức Chủ tịch nước, người ta đã thấy ông Bãi xuất hiện liên tục bên cạnh tân Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo một số ý kiến, tới đây trong ba tướng quân đội như Phan Văn Giang, Lương Cường hay Nguyễn Trọng Nghĩa lên giữ chức Chủ tịch nước cũng khó có thể xoay chuyển được tình thế trên bàn cờ chính trị tại Việt Nam, ngoại trừ việc Bắc Kinh có những hành động tích cực sử dụng áp lực quân sự như đã từng dùng để loại bỏ ông Nguyễn Tân Dũng trong cuộc đua trước Đại hội Đảng lần thứ 12. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn không chùn bước trước áp lực của phe quân đội. Vụ nam sinh ở Yên Bái phát lộ bộ máy ăn hại, việc nhà thì nhát, việc tào lao thì xiềng. Sau Đại hội Đảng lần thứ 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát động công cuộc đốt lò. Tuy nhiên, thực chất của chủ trương chống tham nhũng lại không sáng, vì chỉ nhằm cứu người phe ta, đánh chết cha phe chúng nó, nên đã thất bại hoàn toàn. Đáng chú ý, giới quan sát quốc tế đưa ra các con số về những thiệt hại do tham nhũng dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư từ năm 2012 cho đến năm 2022 là hơn 975.000 tỷ đồng và gần 76.000 hecta đất. Trong công tác dân nhân sự, có hàng chục ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội, hai phó thủ tướng và một trưởng ban kinh tế Trung ương mất chức hay phải vào tù. Số lượng ủy viên Bộ Chính trị đầu nhiệm kỳ khóa 13 là 18 người, đến nay chỉ còn có 13 và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Truyền thông nhà nước vào ngày 4 tháng 9 đưa tin, tại hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận
Tổ quốc ông Đỗ Văn Chiến nói rằng lòng dân phẫn nộ, xót xa, ai oán vì các hành vi tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng tuôn ra nước ngoài mà không ai phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, ông Chiến nhấn mạnh cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục diễn ra với tinh thần không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Công luận nhận xét rằng chuyện chống tham nhũng của Tổng Trọng đã thất bại ê chề và là chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Và các nhân vật tứ trụ của Thường trực Ban Bí thư là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đều là những nhân vật thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng đều dính chàm. Công luận khẳng định kết quả đó cho thấy sự nghiệp chính trị và cuộc đời của ông Trọng là một chuỗi liên tiếp những thất bại. Công luận cũng đặt câu hỏi là vì sao trước một thực trạng xã hội ghê gớm như vậy mà dư luận xã hội, đặc biệt là truyền thông nhà nước lại hết sức thờ ơ. Tuy nhiên, gần đây Đảng và các cấp chính quyền đã dẫy nảy như đỉa phải vôi với phát ngôn của ông Chu Ngọc Quang Vinh, 17 tuổi ở Yên Bái. Tại sao hệ thống báo chí đồ sộ của Đảng và nhà nước cũng như các thành phần yêu Đảng hay dư luận viên lại im lặng không lên tiếng vì sự thất bại của công cuộc chống tham nhũng? Thay vào đó là các thế lực vừa kể trên đã dành thời gian để đánh hội đồng thóa mạ một cách vô lý đối với nam sinh 16 tuổi Chu Ngọc Quang Vinh ở Yên Bái. Điều đang nói là nó là một sự sốt sắng quá mức, không cần thiết của các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái như công an và sở giáo dục tỉnh này khi răn đe và quan trọng hóa sự việc quá mức cần thiết với nam sinh viên Chu Ngọc Quang Vinh. Tại sao công an Yên Bái không dành thời gian tập trung vào công tác chống tham nhũng đang đẩy rẫy những bất cập như Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến mới đây đã phản ánh? Đó là lý do trên mạng xã hội có nhiều ý kiến đánh giá Đảng và chính quyền của họ đã tạo ra bộ máy nhà nước cũng như các thế lực ủng hộ là một đám ăn hại. Việc nhà thì nhát, việc tào lao thì lại rất xiềng. Công luận khẳng định kẻ vô ơn với đất nước, với dân tộc Việt Nam không ai khác, chính là Đảng Cộng sản Việt Nam và các cá nhân trong cuộc máy chính quyền của họ. Khi bình luận về việc nam sinh ở Yên Bái, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ đã cảm thán rằng sau khi đã cướp hết chính quyền, giật lấy tự do và tước đoạt những quyền cơ bản của người dân như quyền bầu cử, quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, thì Đảng lại bắt người dân đóng thuế để nuôi họ, rồi tiếp tục bắt người dân phải nhớ ơn những kẻ tội đồ của dân tộc. Vì sao việc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm là câu chuyện xa vời và khó thành hiện thực? Sau khi chính thức trở thành Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đưa ra tuyên bố Việt Nam sẽ tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, ông cũng cam kết sẽ đưa đất nước tới một tương lai tốt đẹp hơn. Việt Nam cần phải có một nhân vật có động cơ cải cách để có thể rũ bỏ tất cả những tàn dư xấu xa và nguy hiểm do Tổng Trọng để lại. Trên thực tế đã có một số không nhỏ bắt đầu tin rằng Tổng Bí thư Tô Lâm là một nhân vật cải cách. Vì sao lại nói như vậy? Chăm nghe không bằng một thấy. Có câu thành ngữ mà nhiều người được biết đó là hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh là người thế nào. Việc ngay sau khi trở thành Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã kéo theo cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng liên tiếp xuất hiện trong một số sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, có lẽ nhằm mục đích chứng tỏ với dư luận rằng ông sẽ là một nhà cải cách. Gần đây, ông Nguyễn Đình Bin, một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng là ủy viên Trung ương Đảng, đã gửi thư cho ông Tô Lâm với một tâm thư với lời kêu gọi thay đổi thể chế chính trị. Theo đài BBC tiếng Việt, đây cũng là nguyện vọng của nhiều người dân có quan tâm chăn trở đến hiện tình đất nước. Ông Nguyễn Đình Bin kêu gọi rằng mọi điều kiện chủ quan và khách quan, đối nội và đối ngoại đã quá chín muồi để Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định thực hiện cải cách mạng trọng đại và cấp bách về tư tưởng. Thời cơ lịch sử vận nước cũng như vận Đảng đang đến, phải quyết tâm nắm lấy, không được bỏ lỡ. Đài BBC đã có hỏi, cờ trong tay ông Tô Lâm liệu có một đổi mới thứ hai hay không? Trong dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 vừa qua, ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao, tác giả bài Quốc ca Việt Nam, người được giới nhân sĩ trí thức trọng vọng. Tuy nhiên, cố nhạc sĩ Văn Cao từng là một nạn nhân, từng lên bờ xuống ruộng với chiến dịch chống nhân văn giai phẩm. Đây cũng là một điểm đáng lưu ý. Việc ông Tô Lâm đến thăm một nghệ sĩ từng có vấn đề được công luận đánh giá cao, song ít người biết rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang sử dụng cái gọi là chủ nghĩa dân túy để lấy lòng dân chúng về công luận. Nếu Việt Nam tiến hành các cải cách, nhất là cải cách chính trị, thì chắc chắn Trung Quốc không muốn. Với lý do đó, Bắc Kinh không bao giờ muốn Việt Nam ổn định và phát triển vì họ lo rằng Việt Nam sẽ rời xa Trung Quốc để đi theo phương Tây. Trong bối cảnh nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng đã và đang chia rẽ sâu sắc,
thế lực chính trị trước đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lực lượng lãnh đạo quân đội vẫn đang chiếm một số đông áp đảo. Họ sẽ lấy lý do kiên định với chủ nghĩa xã hội và nhân danh đảng để chống lại chủ trương cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm. Lãnh đạo ban đảng cũng như lãnh đạo quân đội trong thời gian gần đây đã cương quyết chống mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Mỹ. Câu chuyện lùm xùm với Đại học Fulbright là một trong những bằng chứng thực hiện và điều đó. Trong khi sự trỗi dậy của phe quân đội đã buộc ông Tô Lâm phải chấp nhận lùi bước, đồng thời quan điểm chính thống của phe quân đội vẫn khẳng định rằng trung tâm quyền lực chính trị của Việt Nam thuộc với quân đội chứ không phải công an. Trong khi có nhiều ý kiến cho rằng Bắc Kinh đang giật dây cho đám tay chân thân Trung Quốc trong đảng nhằm đảo ngược tình thế và hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Do đó, chuyện Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiến hành cải cách là toàn diện sâu rộng tại Việt Nam chỉ là một câu chuyện xa vời và ít có khả năng trở thành hiện thực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Vì sao việc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm là câu chuyện xa vời và khó thành hiện thực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.